trang trại Thanh Xuân gửi thùng hàng cho bác khách hàng ở Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Thùng nhỏ như này có thể đóng được khoảng 16 cân. Các bác khách hàng ở các tỉnh xa thì có nhu cầu mua các mặt hàng thương phẩm trang trại Thanh Xuân thì các bác chuyển khoản, trang trại sẽ gửi xe ô tô về các cái bến xe ngã tư cầu đường để các bác đón. Nó có nhiều cái cỡ thùng xốp để đóng được thùng hàng, ví dụ như là cái thùng như vừa xong thì có thể đóng khoảng được 16 cân. Còn cái thùng xốp nhỡ thì đóng được khoảng 35 cân. Đấy, còn những cái thùng cỡ to, thùng cỡ to thì có thể đóng tới 65 đến 70 cân. Những cái thùng hàng mà đóng cỡ to thì nhà xe có thể đi tới 3 ngày được. Thùng nhỏ đi 1 ngày, thùng nhỡ thì đi 2 ngày. Thì các bác khách hàng ở các tỉnh xa mà có nhu cầu lấy hàng thì căn cứ vào cái lượng hàng đó để mình gửi đi được. Tối đa là được 3 ngày. Tối đa sẽ được 3 ngày. Thì trong website trang trại Thanh Xuân như thế này thì trang trại có hướng dẫn đầy đủ về các cái cách nấu món ăn và các loại côn trùng. Ví dụ như dế mèn, tắc kè, bọ cạp thì những mặt hàng nuôi được thì có quanh năm, còn những cái mặt hàng mà tự nhiên thì thường thường bán theo mùa vụ, ví dụ như ve sầu, trứng kiến thì nó có theo thời vụ thôi. Các bác nhà hàng mà bán được cái mặt hàng gì mà con tự nhiên nó bán được thì mình nên lấy nhiều để tích trữ bám dần. Vật nuôi thì nó có quanh năm được. Bây giờ là xe cộ nó tiện dụng, chuyển khoản ngân hàng nó rất là dễ. Ở xa mấy ở trong cái đất nước Việt Nam này thì cũng gửi được. Ngoài bán các mặt hàng thương phẩm ra thì trang trại Thanh Xuân còn cung cấp giống dế mèn, tắc kè, bọ cạp và ký hợp đồng thu mua cho bà con ở các tỉnh xa gần. Cái con tắc kè, bọ cạp ấy thì chúng sinh sản nó chậm thì trang trại có thể thu mua hết được, chứ đúng nguồn gốc nhân giống sinh sản thì trang trại thì thu mua hết. Còn riêng về con dế thì chúng nuôi ngắn ngày đẻ rất nhanh rất nhiều thì trang trại phải mua theo các cái gói thu mua. Các cái gói đó thì trong website trang trại thanh xuân.com thì trang trại có đưa lên website đầy đủ về các cái gói mức mua, giá thu mua, giá bán, có rất đầy đủ luôn. Khi bà con mà mua giống của trang trại Thanh Xuân sẽ được ký hợp đồng theo các cái gói thu mua đó. Cái giá thu mua thì trang trại có ghi rõ trong hợp đồng và là giá thu mua cố định để bà con yên tâm nuôi, chứ không phải là mua theo thời vụ hay là lúc lên lúc xuống ép giá được. Bây giờ bà con nuôi dế thì nên chú trọng đến vấn đề giá thu mua và những cái định mức thu mua. Còn con dế nuôi thì bà con có thể tự nhân ra được, nhân nhiều nhân ít, nuôi nhiều nuôi ít thì bà con điều chỉnh, tự điều chỉnh. Ví dụ bà con đầu tư những gói lớn thì mình sẽ làm thùng to, còn những gói nhỏ gói vừa thì làm thùng nhỏ thùng vừa thôi, để mình điều chỉnh các cái lứa dế cho nó thuận tiện, chứ không nên làm những cái thùng to quá, bởi vì con dế nó sẽ đẻ hàng ngày từng đàn từng lứa một. Nếu bà con mà làm thùng to quá, ghép nhiều lứa dế vào, nó sẽ bị chênh lệch
to nhỏ khác nhau. Cho nên là bà con nên có nhiều các cái cỡ thùng để mà mình điều chỉnh các cái mức dế mình nuôi được. Khi chăn nuôi thì bà con có thể dùng các cái loại cành lá khô như thế này, vỉ nghe trứng, hoặc là bà con gấp bìa vào, gấp bìa cắt tông vào. Alo. Vâng. Vâng đúng rồi. Anh ở Thái Nguyên thì anh tìm gửi xe em cho người ra đón nữa, cần gửi bán. Thế tùy anh, nếu mà anh muốn mang xuống thì em nhắn địa chỉ điểm thu mua em mang đến cân tùy anh. Rồi hôm nào mà bán số lượng như thế nào báo cho em chốt lịch cho anh. Dạ, khoảng bao nhiêu cân thì báo chốt anh chốt lịch. Vâng, người nó gần gần chỗ trại mua mà vẫn trên một cái đường đấy thôi mà. Đấy, quan trọng là anh bán bao nhiêu cân, khoảng bao nhiêu cân. Đấy, anh cứ báo cho em chốt lịch mang xuống. Nhá. Anh cứ tính đi, áng đi. Ví dụ nhá, ví dụ anh có 10 thùng. Anh cân thử một thùng. Đấy, mình cân thử một thùng để làm gì? Kiểm tra xem cái lượng dế nó đủ tiêu chuẩn bán hay chưa. Và bán khoảng bao nhiêu cân. Nhá, thì để em còn chốt lịch cho khách. Nhá, anh nhá, để anh cứ kiểm tra đi xong báo em. Ok, nhá. Thế bà con trước khi bán dế cho trang trại Thanh Xuân thì bà con báo cho cái trang trại cái số lượng khoảng thôi, nó có thể lên xuống trên dưới 20% để trang trại còn sắp xếp cái đầu ra ở bên này. Thì thường là ví dụ bà con gửi dế về các cái bến xe, bến tàu thì trang trại nhận hàng và sẽ gửi đi luôn. Còn bà con nào ở gần có nhu cầu mang đến cân trực tiếp thì bà con sẽ mang đến cân. Thì sau khi cân xong thì trang trại sẽ thanh toán tiền ngay trong ngày. Bà con ở xa thì trang trại sẽ chuyển khoản và tài khoản luôn trong ngày chứ không nợ lần gì cả. Báo khoảng cái số lượng để cho trang trại còn nắm bắt được để sắp xếp cho những khách mua. Tất nhiên là không phải cần chính xác, bao giờ nó phải có độ lên xuống nhưng mà đừng nhiều quá. Đấy, vừa xong cái bác khách ở Thái Nguyên thì bác cũng gọi. Để biết thông tin chi tiết thì xin mời bà con truy cập những cái kênh YouTube của trang trại Thanh Xuân, trang trại Thanh Xuân kênh 1, trang trại Thanh Xuân kênh 2, hoặc là truy cập website trang trại thanh xuân.com để tìm hiểu, trong đó có đầy đủ chi tiết. Sau khi xem kỹ rồi mà con cần tư vấn hay là thắc mắc vấn đề gì thì xin mời bà con gọi điện để trang trại sẽ tư vấn và trả lời. Cảm ơn bà con đã theo dõi video của trang trại Thanh Xuân. Kính chào bà con.